Vâng, kính chào các bạn. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, ngày hôm nay 19 tháng 7, 2019 là thứ 6. Thì chúng tôi có mặt ở đây. Ở đây là ngay phía trước của Tòa Quốc hội Cộng hòa Liên bang Đức, nơi mà đại diện quyền lực lớn nhất của người dân được tập trung ở đây. Và ở trong Tòa Quốc hội này có rất nhiều những đảng phái khác nhau thường xuyên hoạt động. Và họ khi đạt được tối thiểu 5% phiếu của những cái người dân cử, tức là bầu cử, thì họ sẽ được phép vào trong quốc hội này và bắt đầu nói lên tiếng nói của cái người mà mình là đại diện. Và ở Đức thì có rất nhiều đảng phái, và trong một trong những đảng phái lớn nhất hiện nay là đảng CDU, đảng CSU, đảng SPD, đảng Xanh và nhiều cái đảng phái khác. Ở Việt Nam thì hiện nay các bạn cũng đã biết thì chỉ có một đảng phái duy nhất, đó là Đảng Cộng sản Việt Nam, và họ không cho bất cứ một đảng phái nào được hoạt động trong cái nền thể chế độc tài ở trong nước. Và chính vì điều đó đã gây ra rất nhiều những cái khó khăn cho người dân, đó là không có những cái người đại diện quyền lợi thực sự cho người lao động, mặc dù là Đảng Cộng sản luôn nói rằng là họ đại diện cho tầng lớp lao động, giai cấp công nhân, nông dân và trí thức. Thế nhưng mà những cái hoạt động của họ gần đây, những cái quyết sách của họ gần đây dường như là chỉ hoạt động và để ủng hộ cho những cái doanh nghiệp, cho những cái tư bản đỏ, tức là những cái người tư bản thân hữu với những quan chức cấp cao ở trong nước. Và điều đó được chứng minh thông qua rất nhiều những cái vụ phá án gần đây xảy ra, bắt những đảng viên cấp cao của Đảng Cộng sản, cũng như là bắt những chủ doanh nghiệp ở trong nước khi họ cấu kết với các đảng viên cấp cao này để nhằm mưu cầu cái lợi ích nhất cho mình, và không kể đến những cái lợi ích khác của người dân ở trong nước. Và một trong những cái doanh nghiệp lớn hiện nay ở trong nước mà các bạn cũng đã biết, đó là tập đoàn Vingroup, mà trong đó có thành lập một cái công ty riêng, đó là công ty VinFast. Và công ty VinFast này là do một người chủ đứng ra thành lập, là ông Phạm Nhật Vượng. Ông Phạm Nhật Vượng là một những cái người đã từng kinh doanh sản xuất mì tôm ở Ukraine, ở cách Đức đây không xa. Và nơi đó ông ta đã có một cái thời gian thành công trong cái việc sản xuất mì ăn liền, có nghĩa là những cái thứ mà khi mà nước Liên Xô tan rã và những cái nước Cộng hòa tự trị được thành lập, thì bất cứ một hàng hóa nào, không phải chỉ mì tôm mà rất nhiều hàng hóa đều rất thiếu. Và chính vì vậy mà họ đều phải mua những cái sản phẩm mặc dù nó có thể chất lượng chưa đảm bảo, chưa được kiểm định, thế nhưng mà họ vẫn có thể mua và tiêu thụ những sản phẩm đó. Đó là một trong những sản phẩm mà ông Phạm Nhật Vượng, như chúng ta thấy hình ảnh ở đây, đã sản xuất tại Ukraine. Đây là hình ảnh ông Phạm Nhật Vượng. Vâng, ông Phạm Nhật Vượng trong một quá trình làm ăn và kinh doanh tương đối thành công ở Ukraine, ông ta đã bán cái nhà máy sản xuất mì ăn liền ở Ukraine đi và về Việt Nam để kinh doanh bất động sản. Và lĩnh vực đó đã đem lại lợi nhuận rất lớn cho ông Phạm Nhật Vượng cũng như công ty của ông ta và những người cùng chung cổ phần. Vậy các bạn thấy đây là hình ảnh của ông Phạm Nhật Vượng cùng với cả ông Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng trong một cái hôm mà khánh thành, bắt đầu khởi công xây dựng cái khu vực nhà máy VinFast ở Hải Phòng. Thì ông Nguyễn Phú Trọng đã tới và thường xuyên có rất nhiều những quan chức cấp cao xuất hiện ở khu nhà máy này. Thì đây chúng tôi xin cung cấp thêm hình ảnh là các bạn cùng biết. Đây là ông Nguyễn Xuân Phúc cũng đã xuất hiện. Vâng, đây là hình ảnh ông Nguyễn Xuân Phúc có xuất hiện. Và ông Nguyễn Xuân Phúc không những xuất hiện một lần mà ông xuất hiện rất nhiều lần và liên tục ở trong những cái nhà máy ô tô như vậy để quảng cáo, quảng bá cho một sản phẩm mà chưa biết chất lượng nó đến đâu và chưa biết cái giá thành ra làm sao và người dân có tiếp nhận được cái sản phẩm này không. Nhưng ông ta luôn luôn khen ngợi đây là niềm tự hào Việt Nam. Và những cái người nào mà có cái tiếng nói khác với cả chính phủ, tức là nó khác với cả ông Phạm Nhật Vượng, thì tất nhiên những người đấy sẽ bị liệt vào những cái hàng, những cái chỗ mà phải bị theo dõi, bị dùng những cái thủ đoạn khác nhau để đàn áp. Và cụ thể nhất và gần đây nhất thì khi mà sau khi chúng tôi đăng tin và tường thuật trực tiếp rất nhiều những cái diễn biến xung quanh vụ việc xe auto VinFast đã sử dụng những công nghệ cũ của châu Âu, không sử dụng nữa và sau đó được sản xuất tại Việt Nam, và ông ta nói rằng sản xuất tại Việt Nam, nhưng thực tế thì đây là cái dòng xe mà tổng công ty GM của Mỹ đã không thể bán được ở những cái nơi khác nhau, và họ đã bán cả cái hệ thống phân phối Chevrolet cũng như những cái dây chuyền sản xuất cũ đó cho công ty VinFast để VinFast có thể tự phát triển tiếp dòng xe của mình. Và điều đó thì cũng có thể chấp nhận được, bởi vì những cái nước chậm phát triển như Việt Nam thì với một chiếc xe mà không đủ chất lượng, đạt chất lượng châu Âu, không thể cạnh tranh trên thị trường quốc tế và không thể
những cái có tiêu chuẩn về môi trường, đặt tiêu chuẩn môi trường thì họ bán cho những cái người mà người dân trong nước Việt Nam có thể dùng. Tuy nhiên khi sử dụng chiếc xe này thì cái chất lượng và cái giá thành cũng như là cái đảm bảo về môi trường không đảm bảo, thì cái người thiệt hại đầu tiên đấy là những người dân Việt Nam, đấy là đất nước Việt Nam sẽ tiếp tục bị luôn luôn bị thiệt hại, bởi vì là sẽ phát sinh ra nhiều những cái vấn đề về không an toàn, rồi những vấn đề về môi trường rất lớn. Và khi mà chúng tôi đăng những thông tin đó thì lập tức có rất nhiều những cái người được gọi là dư luận viên ở trong nước lao vào các bài viết của chúng tôi, lao vào các YouTube của chúng tôi để bình luận. Và cái việc mà bình luận thì với mọi người là chuyện hết sức tự nhiên, đương nhiên. Thế nhưng họ luôn sử dụng những cái từ ngữ, những cái ngôn ngữ mà phải nói rằng rất là khiếm nhã để chửi bới những cái người bình luận ở trong đó và chửi bới những cái thông tin mà chúng tôi đưa ra. Vâng, và đây một trong những cái bài của dư luận viên gọi là An ninh mạng AK47 đã đưa ra trong thời gian vào ngày 15 tháng 7 vừa qua để nhằm đánh lừa dư luận. Thì các bạn hãy xem cái thông tin đây. Đây, và chúng tôi cũng sẽ xin phép chia sẻ những cái thông tin này ở ngay trong cái Facebook này của chúng tôi sau cái bài livestream này thì các bạn sẽ thấy. Và họ nói rằng là tại sao Lê Trung Khoa, nhà báo Việt Nam tại Đức nhận tiền Việt Tân đánh phá VinFast chấm hỏi. Đấy, tức là họ đặt cái câu hỏi như vậy, tức là họ cho rằng là nhà báo Lê Trung Khoa là dùng cái tiền của Việt Tân để đánh phá VinFast. Thế nhưng mà họ không hiểu một điều rằng là với một vai trò một nhà báo của Đức thì chúng tôi đăng tin và tường thuật những cái gì thực sự diễn ra, và chúng tôi đưa bằng hình thức nhanh nhất, gần gũi nhất đến cộng đồng và đến bà con ở trong và ngoài nước để họ hiểu được rằng là cái chất lượng sản phẩm, cái ô tô do công ty VinFast làm ra, đó là chiếc ô tô VinFast Fadin, và tới đây là những dòng xe khác như VinFast Lux và nhiều dòng xe khác nữa, để họ biết được cái thông tin trước khi họ mua, hoặc là họ có thể dùng những cái thông tin đó họ kiểm định lại trên cái sản phẩm mình đã mua, xem cái chất lượng nó có thực sự tương xứng với đồng tiền họ bỏ ra hay không, xem những cái chất lượng đó của xe đó có đảm bảo cho cái an toàn tính mạng của những cái người mà mua chiếc xe đó khi họ lái chiếc xe lưu thông trên đường, và có an toàn cho cả những cái người mà cùng lưu thông trên những cái đường đó hay không. Có nghĩa là khi mà anh mua xe, anh lái thì nếu mà cái xe không an toàn thì nó sẽ làm ảnh hưởng đến tính mạng của cái người lái xe và ảnh hưởng đến tính mạng cả những cái người mà lưu hành trên đường. Vì chiếc xe chẳng may mà đang đi nóng quá, máy bị nóng quá bốc cháy, hoặc là nó bị dừng máy, bởi vì những cái xe như các bạn biết, những xe hiện đại hiện nay họ đều trang bị những cái sensor, tức là những cái bộ cảm biến là có thể dừng xe ngay lập tức khi mà máy quá nóng, bởi vì nếu mà chạy thêm một đoạn nữa là nó sẽ bốc cháy đùng đùng như quả đuốc luôn. Thế thì xe nó tự sẽ dừng. Mà khi nó dừng ấy thì chúng tôi đã phân tích trong cái bài trước mà tôi đưa một cái hình ảnh minh họa, tức là đây là hình ảnh minh họa một chiếc xe bốc cháy của Đức, của hãng xe Opel, tức là cũng của cái tập đoàn GM này, đã bị bốc cháy ở Đức bởi vì lý do là do máy ô tô nóng quá hoặc là thế nào đó. Thì cái đó là cái bài báo của Đức họ đăng rất rõ ràng và bị bốc cháy. Và sau đó tôi đưa rất nhiều hình ảnh minh họa của những chiếc xe nếu bị cháy thì nếu như thế nào, và đấy là hoàn toàn là những chiếc xe Opel hoặc những chiếc xe khác ở Đức, ở trong các trường hợp khác mà cháy máy hoặc bốc cháy ở đây, chứ không liên quan gì đến chuyện mà chúng tôi không hề nói về cái việc là chiếc xe đó là VinFast bốc cháy. Thì nhưng mà dư luận viên họ liền nắm lấy cái điều đó để họ đăng những cái hình ảnh như vậy, và họ cho rằng, họ nói rằng là Lê Trung Khoa đưa tin thất thiệt là đưa xe VinFast bốc cháy. Đấy, các bạn thấy không? Thì đấy là cái những cái thủ đoạn của dư luận viên trong nước, họ rất ghê gớm và họ rất đông. Họ luôn luôn nói đi nói lại, nói một cái vấn đề dù có không đúng. Thế nhiều người nghe xong thì người ta cũng nghi ngờ, mà nghe xong mãi nữa thì theo cái cách tuyên truyền của Đảng Cộng sản cũng như là tuyên truyền của chế độ phát xít Đức trước đây thì cứ nói đi nói lại một vấn đề nhiều lần thì người ta lại cứ tưởng là nó là thật. Đấy, nó tự nhiên nó thành thật. Đấy là cái vấn đề, đây là hình ảnh bốc cháy này, là chúng tôi ghi rất rõ rằng là khi chiếc xe bốc cháy thì nó sẽ như thế, chứ tôi có nói không hề nói rằng chiếc xe này là VinFast Fadin bốc cháy. Thì Vin, và cái điều đó đã làm cho dư luận viên rất là vui mừng và họ vớ lấy cái điều đó để họ viết những cái bài và họ nói rằng là tại sao Lê Trung Khoa, nhà báo Việt Nam tại Đức nhận tiền Việt Tân để phá VinFast. Đấy, thì cái Việt Tân này thì thực ra là trong nước ở Việt Nam ấy, thì đã quá coi trọng cái vai trò của Việt Tân, thực sự là quá quan trọng, bởi vì là họ cũng không có lớn lao gì, họ cũng chỉ là một cái đảng phái được thành lập ở Mỹ và hiện nay vẫn hoạt động một cách hợp pháp ở Mỹ, cũng như họ có nhiều chi nhánh ở nhiều nước, ngay cả ở Đức thì họ cũng có chi nhánh đó. Và tôi cũng đã ngày hôm nay tôi cũng đã gọi điện cho một cái người trong ban lãnh đạo của Việt Tân ở đây để tôi hỏi là cái điều đó là thế liệu các anh có trả tiền cho tôi để tôi viết bài đánh phá hoặc là làm sao viết bài cho VinFast hay không. Thì họ xác nhận ngay là chuyện
đấy là cái chuyện bịa đặt, bịa đặt hoàn toàn của dư luận viên trong nước. Và cái kiểu bịa đặt này thì không phải chỉ có trường hợp của anh mà còn trường hợp của rất nhiều trường hợp khác. Còn ghê gớm hơn, họ bịa đặt, họ tô vẽ đủ kiểu cho Việt Tân và làm như Việt Tân giống như một cái đảng phái cực kỳ lớn mạnh, cực kỳ ghê gớm, vươn bàn tay khắp nơi, rồi ngay cả những cái người ở Việt Nam họ đi phản đối thu bốt bốt bẩn, tức là chi phí bốt bẩn, thì cũng bị lại quy chụp như vậy, thì hoàn toàn nó vô lý và không đúng, tức là họ xác nhận là không hề đúng, không có chuyện đó. Và tất nhiên là nhiều mọi người xem cũng tự sẽ biết thôi, bởi vì là không ai làm những chuyện như vậy cả. Và cái mà cũng không hiểu tại sao cái truyền thông, nếu mà quả thật như là cái lực lượng AK-47 này đấy, họ nói đây, họ biết trong này AK-47 này, mà họ lại dùng cái hình ảnh của Việt Tân để đe dọa những cái người viết hoặc là những cái bài viết những cái gì đó để phản đối xe VinFast, thì phải chăng là có cái sự liên hệ giữa Việt Tân với cả xe VinFast? Mà rõ ràng là có sự liên hệ, bởi vì họ dùng hình ảnh của Việt Tân để họ dọa người khác. Thế tự vô hình chung rằng là những cái lực lượng dư luận viên này họ đã quảng cáo rất mạnh cho Việt Tân. Việt Tân tự nhiên từ một tổ chức, một cái đảng phái cũng vừa phải ở đây thôi, thế nhưng mà họ lại quảng cáo cho Việt Tân luôn. Thế thành ra Việt Tân trở thành khổng lồ, Việt Tân bao trùm ở Việt Nam và Việt Tân thâu tóm mọi thứ đấy, thì cái điều đó là rất tệ hại. Và chắc chắn rằng là nếu mà công ty VinFast hoặc là Đảng Cộng sản trong nước hoặc là Ban Tuyên giáo trong nước sử dụng hình ảnh Việt Tân để đe dọa, để những cái người viết lách khác hoặc là những cái hoạt động dân sự khác ở trong nước, thì vô hình chung họ đã quảng cáo cho Việt Tân. Và cái Việt Tân thì là họ cũng không nói gì thì thôi, họ tự nhiên họ lại được hưởng cái quảng cáo đó, và họ cũng không thèm để ý cái chuyện đó. Và như vậy là tự nhiên là uy tín của họ lên ngút trời, lên mạnh, lên rất lớn, thậm chí lên lớn hơn cả Đảng Cộng sản. Mà trong khi đó thực tế thì nó cái số lượng mà đảng viên cũng như là cái hoạt động của họ chưa chắc đã phải như vậy. Đấy, thì đấy là cái điều mà Ban Tuyên giáo, tức là ông Võ Văn Thưởng và ông Nguyễn Xuân Phúc cũng như là ông Chủ tịch Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cần phải xem xét lại khi mà sử dụng cái lực lượng dư luận viên, và họ có nhận thức kém thì họ tự vô hình chung họ làm cho cái vấn đề nghiêm trọng hơn. Đấy, thì là vấn đề như vậy. Và ngoài ra cũng trong cái bản tin này của AK-47, tức là họ nói là AK-47, thì họ nói rằng là dư luận hẳn không lạ gì với Lê Nhung Khoa, một kẻ mang danh nhà báo hiện sống lưu vong tại Đức. Với sự phát triển nhanh chóng của VinFast có thể sản xuất 500.000 xe một năm, các tập đoàn xe hơi của Đức như Audi, Mercedes và BMW đang lo sợ mất thị phần và không thể cạnh tranh lại với VinFast, nên có thể đã chi tiền cho nhà báo Lê Trung Khoa đánh phá VinFast. Đấy, các bạn thấy không? Tức là ở trong cái bản tin này họ lại ghi tiếp cái chuyện là VinFast thì đang có ý định sản xuất, tức là sẽ có công suất sản xuất là 500.000 chiếc xe một năm. Thì 500.000 là lớn, là nhiều lắm các bạn, thì số lượng hàng ngày sản xuất cũng rất lớn. Đấy, thế thì khi mà sản xuất nhiều như thế thì họ thấy rằng là phải chăng là tức là đặt câu hỏi là Audi, Mercedes, BMW là thuê nhà báo Lê Trung Khoa để đánh phá. Thế như vậy là không phải chỉ Việt Tân, mà họ đổ cho cả những công ty cực lớn của Đức, tức như là BMW, Mercedes, rồi Audi là thuê Lê Trung Khoa để đánh phá VinFast vì sợ VinFast chiếm mất thị phần với cái lượng sản xuất là 500.000 chiếc xe một năm. Thì quả thật là lớn, nếu mà sản xuất như vậy thì không khác gì là sản xuất mì tôm cả. Đấy, thì cái đó là rất nhiều, thì họ lại đổ lỗi cho là những cái công ty này nữa là thuê. Thì cái việc đó thì thực ra thì cũng những cái nhà báo trong nước hoặc là những trang báo trong nước thì hỏi cũng rất là dễ. Các bạn có thể tự viết thư email đến những cái tổng công ty này, Audi, Mercedes và BMW, để hỏi xem là họ có trả tiền cho nhà báo Lê Trung Khoa để viết bài đánh phá xe VinFast hay không. Bởi vì là VinFast nói rằng họ sản xuất 500.000 xe cơ. Đấy, thì cái điều đấy là sẽ rõ thôi. Đấy, nhưng mà cái này thì các bạn cũng có thể tìm hiểu thêm, hoặc là những cái báo chí trong nước là có thể tiếp tục đăng những cái tin rất hay như thế này và tìm hiểu thêm những tin như thế này để biết là cái lực lượng dư luận viên như thế này là họ suy nghĩ ra sao mà họ lại viết như vậy và như vậy. Nhưng mà quả thật thì những cái thông tin mà chúng tôi nhận được gần đây nhất, mà cụ thể là ngày hôm nay, thì tổng giám đốc của người phụ trách điều hành của hãng BMW đã được thay thế bằng người mới. Lý do tại sao? Lý do này cũng rất liên quan đến công ty VinFast tại Việt Nam. Đó là hiện nay BMW đang dường như chậm trễ trong việc sản xuất những chiếc xe chạy điện hoặc là xe chống ô nhiễm môi trường. Thế thì khi mà không sản xuất được những chiếc xe đó ra thị trường thì thị phần của những cái công ty khác như của Nhật Bản, của nhiều nước khác, của Ý, của Pháp, họ sẽ chiếm thị phần của những công ty, của những chiếc xe đó. Bởi vì các bạn cũng biết là những cái xe động cơ đốt trong ấy thì bây giờ là không có tương lai nữa, tức là nó gây ô nhiễm môi trường, nó đắt đỏ và nó vận hành nó tốn kém và nhiều cái vấn đề khác nữa.
Đấy. Thế thì bây giờ cái xu hướng tới đây là sử dụng chiếc xe chạy điện hoặc là xe dùng cái năng lượng sạch, ví dụ như là vừa chạy xăng vừa chạy điện, tiết kiệm năng lượng đấy. Thế chính vì vậy, một cái lý do rất đơn giản như vậy mà công ty GM của Mỹ là đã bán cái dây chuyền cũ động cơ đốt trong cho công ty VinFast để VinFast có thể tự thêm một thay đổi một chút về cái cấu hình và một số vỏ khác để đắp vào để bán thành cái xe VinFast pha đi ở nhà đấy. Và ngoài ra thì cái dòng xe cấp cao hơn của VinFast như VinFast Lux và một số xe khác đang được thử ở bên Áo, tức là ở bên Áo, thành phố Graz tại Áo, và cũng như là ở bên Tây Ban Nha thì họ tiếp tục đang thử. Thì cái xe đó là dùng máy và một số công nghệ của Đức, thì quả thật là cũng có một số cái công nghệ của BMW đưa vào đó. Thế nhưng mà đều là xe động cơ đốt trong hết, xe là cũ, đời cũ hết. Đấy, thì cái đó thì chúng tôi sẽ phân tích trong thời gian tới khi mà chúng tôi có những câu trả lời của chính quyền thành phố Graz và của chính quyền Áo về việc đăng ký và cho lưu thông những chiếc xe chạy thử ở bên Áo như vậy như thế nào, thì chúng tôi sẽ cung cấp trong thời gian tới. Vâng, thì cái thông tin mà chúng tôi đưa ra ngày hôm nay thì phải nói rằng là cũng khá là phù hợp với cả những cái việc mà gần đây không phải chỉ là lực lượng 47 viết những cái bài nói rằng là Việt Tân đã trả tiền để thuê nhà báo Lê Trung Khoa viết bài đánh phá công ty VinFast, rồi công ty BMW, công ty Audi và công ty Mercedes là trả tiền cho nhà báo Lê Trung Khoa để viết bài đánh phá VinFast. Mà đây là cả một cái chuỗi kết nối rất lớn của những cái người mà trong nước họ đã bố trí làm sao thành một cái hệ thống, thành một cái trận để thế trận, bày trận ra bằng nhiều cái phương tiện khác nhau để đánh phá cái tờ thời báo rất nhỏ của chúng tôi ở bên Đức. Và bởi vì đây các bạn cũng đã thấy trong cái chương trình lần trước chúng tôi đã đăng, ngay cả họ huy động cả những lực lượng dư luận viên nằm vùng khá lâu ở bên Đức rồi, như hình ảnh ví dụ đây là hình ảnh của ông Hồ Ngọc Thắng chẳng hạn. Thì ông ta là một cái người mà mặc dù đã làm việc cho nước Đức được gần 30 năm nhưng mà ông ta vẫn viết liên tục những cái bài viết và ủng hộ Đảng Cộng sản, đăng ở báo Nhân dân và chê bai và đả kích nền tự do dân chủ tại Đức cũng như là những cái chính trị gia Đức. Và tất nhiên là với những bài viết đó và ngay sau vụ bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh thì ông Hồ Ngọc Thắng thì đã bị nghi ngờ là tiếp chuyển những cái dữ liệu của những cái người Việt Nam đang sống ở Đức và ở châu Âu cho mật vụ Việt Nam để cho cái vụ bắt cóc này. Đấy là cái nghi ngờ, và ông ta đã bị đuổi việc vào cuối năm 2017 vừa qua. Thì bây giờ ông ta đã về hưu, tuy nhiên nó về hưu rồi, đã bị đuổi việc rồi, ông ta vẫn ngồi nhà viết báo Nhân dân tiếp. Thì đây là những lực lượng mà vẫn viết những cái bài mà đánh phá, tức là phá đánh bài để bôi nhọ tờ thời báo của chúng tôi. Thì đây là một trong những người như vậy đang sống ở Đức, đang sống ở thành phố Jena. Đấy, bởi vì ông này, sở dĩ chúng tôi có những cái bằng chứng rất rõ ràng về việc ông Hồ Ngọc Thắng là cái người mà rất ủng hộ cái chính quyền độc đảng ở Việt Nam, bởi vì ông ta luôn luôn tự hào và khoe rằng là ông ta có giấy chứng nhận dũng sĩ. Mà giấy chứng nhận dũng sĩ này thì các bạn cũng đã biết trong chương trình trước chúng tôi đã phát là ông ta phải giết được từ 3 đến hơn hàng chục người Mỹ hoặc là những người lính Việt Nam Cộng Hòa thì mới có được. Và ông ta rất tự hào với những cái tờ giấy dũng sĩ diệt Mỹ này, mặc dù ông ta đang sống ở ngay thể chế tự do và dân chủ Cộng Hòa Liên bang Đức, nơi mà cái Đảng Cộng sản đã bị dẹp bỏ được cách đây vài chục năm rồi. Đấy. Đấy. Ngoài ra thì cái chương trình đánh phá đã đưa cái chương trình đánh phá này là sẽ gồm có nhiều người khác nhau cũng tham gia, ngay cả những cái người mà phải nói rằng là rất trẻ và họ đã sang Đức sống nhưng mà họ vẫn tham gia vào những cái việc mà như là chửi bới hoặc lăng mạ những người biểu tình. Đấy, các bạn thấy họ huy động cả những cái người như thế này để chửi bới và lăng mạ những người biểu tình khi mà họ biểu tình ở trung tâm Berlin ở đây để họ phản đối cái việc hành động bắt cóc của mật vụ Việt Nam ngay trên lãnh thổ nước Đức. Thì những người này đã lao ra và chửi bới những người biểu tình đó rất hết sức thô tục. Đấy, thì đây là hình ảnh của một trong những người dư luận viên như vậy ở Berlin. Đấy, và cũng chính những người này thường xuyên viết và những cái status trên Facebook để chửi bới những cái hội nghị báo chí Đức hoặc là chửi bới những cái người mà hoạt động không độc lập như chúng tôi. Đây là hình ảnh của người ta. Và đây còn đây là những cái bài viết mà chúng tôi cũng đã chia sẻ trong clip tận trước, và có thể những cái bạn nào mà lần trước chưa xem thì có thể xem thêm vào cái chia sẻ ngắn này, và chúng tôi cũng sẽ tiếp tục đăng những cái thông tin này ở ngay trên sau cái livestream này của tôi. Ví dụ như đây là hình ảnh của cái người với tên là Tú Anh Đinh, tức là nếu mà dịch ra tiếng Việt có thể là Đinh Anh Tú, và
và họ viết những cái status và họ kêu gọi mọi người là Berlin cũng có hội trộm chó, ai tham dự mang theo mắm tôm giềng giềng xả rượu. Tức là họ cho rằng là những cái hội nghị của Đức này nó là cái hội trộm chó đấy, và mang nếu mà đến thì mang theo mắm tôm giềng xả rượu, tức là những cái thứ mà dường như là để chế biến bom bẩn để ném vào cái hội nghị này đấy. Và tất nhiên là những cái hình ảnh này, những cái thông tin này đã được báo cho cảnh sát Đức và để họ cho người đến bảo vệ cái hội nghị của Đức ở ngay Berlin. Và những cái người mà được chia sẻ như là cái cô Tú Anh Đinh này với Facebook này đấy thì chắc chắn là sẽ nằm trong cái tầm ngắm của an ninh cảnh sát Đức, bởi vì khi mà sống trong nhà nước dân chủ, tự do dân chủ thì anh có thể viết, nhưng mà anh không được phép kêu gọi đến để đánh bom mật hoặc là đánh phá cái hội nghị mà của những cái tờ báo Đức như đang tổ chức ở Berlin như vậy. Thì đây là cái điều hết sức tai hại cho những cái người mà sống ở Đức mà vẫn phục vụ cho cái nền độc tài độc đảng ở Việt Nam đấy, như cái cô này là Tú Anh Đinh, tức là tiếng có thể là Đinh Anh Tú đấy, 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 họ viết thế. Và không những thế mà cả cái hệ thống chính trị trong nước đã cùng lao vào cuộc để đánh phá tờ Thời báo, để phá những cái bản tin mà chúng tôi đăng cho các bạn đang xem đây, mà cụ thể nhất gần đây nhất thì các bạn cũng đã xem trên đài truyền hình Việt Nam, đó là bà Tào Thị Xuân. Bà Tào Thị Xuân, và trong cái này chúng tôi đã chia sẻ, xin chia sẻ thêm là bà Thị Xuân là một cái người, là bà Tào Thị Xuân là trưởng ban truyền hình đối ngoại đài truyền hình Việt Nam. Thì bà ta đã cho ra một bản tin đánh phá tờ Thời báo và nói rằng là tờ Thời báo đăng tin không đúng và sử dụng những cái lực lượng dư luận viên rất lớn ở Đức, ở Hungary, ở Mỹ để đưa vào cái bản tin này để họ đánh phá cái tờ Thời báo. Đấy. Thì đây là bà Tào Thị Xuân, trưởng ban tuyên giáo, trưởng ban truyền hình đối ngoại đài truyền hình Việt Nam. Và cái điều rất đặc biệt là bà Tào Thị Xuân này lại cho đăng cái bản tin lại, cái bản tin là vì sao thủ tướng Đức không tiếp ông Nguyễn Xuân Phúc của tôi, đã viết cách đây hơn 2 năm rồi. Đấy, trước khi vụ bắt cóc xảy ra. Thế thì phải chăng bà Tào Thị Xuân này đang muốn đưa lại cái thông tin về vụ bắt cóc đó? Chính vì vậy mà chúng tôi cũng sẽ tiếp tục thông tin cho các bạn vào thời gian tới về cái vụ bắt cóc đó đang được điều tra và đã bị đến kết quả thế nào trong thời gian tới. Thì đây là hình ảnh bà Tào Thị Xuân đã đưa thông tin đó ra. Đấy, đây là hình ảnh của những cái bản tin trên VTV4 được phát toàn cầu cho hàng triệu người xem. Đấy, là nói là vì nói rằng là tờ Thời báo đăng tin là không đúng, vì sao thủ tướng Đức không tiếp ông Nguyễn Xuân Phúc. Đây, và trong bài báo đó thì tôi cũng đã nói rất rõ rồi. Và cái trong chương trình trước tôi nói rằng bà Angela Merkel là không có lịch tiếp ông Nguyễn Xuân Phúc ở ngay thủ đô Berlin này như là tiếp ông Tập Cận Bình hoặc là ông thủ tướng Singapore cùng thời điểm đó, mà ông Phúc phải gặp bên lề hội nghị G20 khi đến Hamburg, một thành phố nhỏ cách đây khoảng vài trăm km, và đồng thời là nằm chỉ trong một cái phòng gọi là phòng được thuê, phòng ăn được thuê ở trong một khách sạn mà thôi. Thì đấy là không phải là cuộc gặp chính thức, mà đấy chỉ là cái cuộc gặp để trao đổi cái thông tin, để khi bất cứ các đoàn nào khi đến Đức để dự hội nghị G20 thì ông Phúc cũng như các đoàn khác đều được bà Merkel gặp để nói về những cái quá trình hội nghị như thế nào, trao đổi những cái gì làm sao. Và ngoài ra ông Nguyễn Xuân Phúc phải báo cáo cho bà Merkel biết cái thông tin về cái hội nghị APEC 2017 tại Đà Nẵng như thế nào, có vậy mà thôi. Đấy, thì chính vì vậy mà tôi đã đăng cái bài này, và dường như là VTV4 và bên Bộ Thông tin Truyền thông rất cay cú về chuyện đó, cho nên họ đã cho đăng những cái thông tin như vậy để phá tờ Thời báo. Và không những thế thì tờ Thời báo còn bị có cả những lực lượng dư luận viên nằm vùng đã ở những thành phố khác nữa cũng đã kết hợp với cả những cái người cán bộ cấp cao của Việt Nam ở đây, là cùng các bạn cũng thấy là bên cạnh áo xanh là ông Sơn Điền. Đấy là cái một trong những cái chùm xã hội đen ở đây, cùng trong cái thời kỳ mà bắn giết nhau để tranh giành lãnh thổ, để bán hàng, bán thuốc lá lậu. Thì cũng đã có thời kỳ như vậy. Và ngoài ra bên cạnh đó là ông đại sứ Đoàn Xuân Hưng đang nhậu nhẹt. Thì có những người comment vào đây, họ nói rằng bên cạnh là đại ca, còn bên kia là đại sứ, tức là đại ca và đại sứ. Thì đây bức hình này rất là hay, rất quan trọng, mà các bạn nó sẽ đi vào lịch sử về cái việc mà móc nối, kết nối giữa mafia Việt Nam và chính quyền Đảng Cộng sản. Tức là ông, bởi vì ông Đoàn Xuân Hưng, ông Đoàn Xuân Hưng là đại sứ nhưng mà là bí thư đảng ủy của sứ quán, như vậy là đại diện cho đảng ở nước ngoài tại Cộng hòa Liên bang Đức rồi, người đứng đầu. Thế còn ông Sơn Điền thì là một đại diện cho cái mafia của Việt Nam, trước đây đã tham gia vào những cái chương trình, vào những cái việc mà phía Đức có đầy đủ tài liệu và hồ sơ về bắt cóc, về giết người, về chấn cướp những cái người Việt Nam bán thuốc lá trước đây. Thì đây là cái hình ảnh mà rất đại diện cho đó, tức là đại ca và đại sứ. Vâng, mặc dù VinFast đã tìm mọi cách để bảo vệ, tức là để bảo vệ cho quảng cáo cho cái xe VinFast Fadi đó, thì như các bạn đã thấy thì trước đó họ đã luôn luôn quảng cáo là nhập dây chuyền của Đức để sản xuất xe
chất lượng cao của Đức, của châu Âu. Thế nhưng mà quả thật mà khi chiếc xe nó bắt đầu ra đời thì các bạn đã thấy là hoàn toàn là những chiếc xe, cả một cái dãy xe tự nhiên nó ra đời luôn, và bên trong mở máy ra thì là máy xe của đời cũ của GM đấy, chứ không phải của Đức đấy, không phải của châu Âu, không phải của Đức mà là của GM đấy, và với cái vỏ khác nhau. Thì các bạn thấy tất nhiên là đây cái dàn xe như vậy chứ. Và xe VinFast đương nhiên là những cái lãnh đạo trong nước cũng không bao giờ nghĩ rằng là, tôi nghĩ rằng là chắc họ cũng không bao giờ đi những cái xe VinFast này đâu, ngay cả VinFast Lux hoặc là những cái VinFast khác, để khi mà bán sản xuất thử, đến thử sản xuất và bán được ra thị trường là cả một quá trình rất dài, rất lớn. Và tất nhiên là các hãng xe Đức, các hãng xe Nhật và các hãng xe Đài Loan, Hàn Quốc, các xe Hàn Quốc không bao giờ họ dừng một chỗ, mà họ luôn luôn đổi mới. Ngay cả những hãng xe Trung Quốc họ cũng đổi mới, họ cũng làm xe điện, họ cũng làm xe động cơ tiết kiệm năng lượng đấy. Thì VinFast cũng sẽ rất khó có cơ hội để có thể phát triển cái dòng xe của mình trong cái thị trường ở Việt Nam, vì nó cũng rất là nhỏ, và khi mà trình độ kỹ thuật của Việt Nam rất thấp, và đặc biệt là họ lại dùng các chính trị gia để quảng cáo, và để dường như là để quảng cáo và dường như là để bảo kê cho các hoạt động sản xuất và kinh doanh xe ô tô một cách rất là nhanh chóng để đưa ra thị trường bán. Chính vì vậy mà những chiếc xe VinFast đã có rất nhiều vấn đề khác nhau, và các bạn cũng đã biết các lãnh đạo Việt Nam thì vẫn cuối cùng lựa chọn cái dòng xe họ đi và tiếp khách, đó là những chiếc xe Mercedes của Đức. Ở đây các bạn thấy rất rõ là xe để tiếp các cán bộ lãnh đạo, hoặc là đưa đón, hoặc là xe Nhật đấy, hoặc là xe Mỹ cao cấp, chứ họ không sử dụng chiếc xe VinFast mà các bạn thấy luôn luôn được quảng cáo trong thời gian vừa qua đấy. Vâng, rất cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi cái chương trình trực tiếp của chúng tôi ngày hôm nay tại Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, ngay trước tòa nhà Quốc hội của Đức, nơi đại diện cái quyền lợi, quyền lực lớn nhất của nhân dân Đức. Và từ hôm nay chương trình chúng tôi xin tạm dừng ở đây, và các bạn hãy bấm nút theo dõi Facebook của Lê Trung Khoa, YouTube của Thời báo để luôn luôn cập nhật được những thông tin mới nhất và trung thực nhất. Các bạn cũng mời các bạn cũng chia sẻ những comment ở ngay cái dưới livestream này của chúng tôi, để chúng tôi có thể tìm hiểu những thông tin đó và tiếp tục cung cấp những cái nhu cầu, yêu cầu của các bạn qua những cái truyền hình tới đây, để đưa đến các bạn những thông tin nhanh nhất. Và cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi, và hẹn gặp lại các bạn vào chương trình tới. Xin chào các bạn, và hẹn gặp lại. Chúng tôi sẽ tiếp tục chương trình phần 2 của mình, đó là việc chúng tôi đưa thêm những thông tin mới về dòng xe VinFast pha đi, loại dòng xe cỏ, và những cái người nào đã chót mua những chiếc xe đó rồi, hoặc sẽ mua, hoặc có thể đang mua những chiếc xe đó, thì hãy chú ý khi sử dụng những chiếc xe VinFast như vậy. Thì có rất nhiều bằng chứng sẽ được đưa ra trong chương trình 2 của chúng tôi sau đây. Và sau đây 30 phút nữa thì chúng tôi cũng sẽ phát tiếp chương trình 2. Từ 15 đến 30 phút nữa chúng tôi sẽ phát chương trình 2. Và hẹn gặp lại các bạn. Chào các bạn. Và tôi sẽ quay một chút cái hình ảnh xung quanh ở đây, để các bạn thấy cái không gian của nước Đức như thế nào, và cái người dân nước Đức có cuộc sống ra sao, và tại sao trong nước cứ ông Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng vẫn cứ cương quyết đưa Việt Nam theo định hướng xã hội chủ nghĩa, tức là kinh tế thị trường định hướng chủ nghĩa, và vẫn dùng một đảng độc đảng, đảng cộng sản để lãnh đạo, mà không làm như những nước Đức hoặc những nước khác ở đây, nơi chính ông Karl Marx đã bị cái chủ nghĩa đó đã bị vứt vào xỏ rác từ lâu rồi. Và chào các bạn, và tôi xin quay một chút xung quanh. Vâng, các bạn thấy không? Đây là khu vực trước cái Quốc hội Đức. Bên phía nhà bên kia đấy là những cái tòa nhà của các nghị sĩ Quốc hội Đức, họ đã làm việc ở trong cái tòa nhà đó. Đấy, tòa nhà đó. Đấy là tòa nhà này, bầu kính này là rất dài, và trong này là sẽ có các phòng làm việc của các nghị sĩ, và họ sẽ có những thư ký để họ giải quyết tất cả những cái vấn đề mà người dân của họ quan tâm. Đấy, đây là hình ảnh của những cái tòa nhà làm việc của nghị sĩ Quốc hội Đức. Và thế còn đây là những người dân mà đi lại, các bạn đã thấy rồi, họ đi xe đạp này, rồi họ đẩy xe này, rồi họ từ rất là nhiều nơi trên thế giới đến đây để chơi. Đấy. Đấy. Và xa hơn một chút nữa thì cách tòa nhà Quốc hội khoảng 500m thì các bạn thấy có một cái tòa nhà khác có hình vuông vuông như kia, chúng tôi sẽ chỉ đấy. Đấy chính là phủ thủ tướng Đức, nơi thủ tướng Đức Angela Merkel hiện nay vẫn đang cầm quyền, và bà ta đang làm việc trong đó. Và tôi cũng đã một vài lần vào trong cái tòa nhà của phủ thủ tướng đó để đưa tin cho các bạn trong thời gian vừa qua. Đấy. Đấy, còn đây xung quanh đây là cái sân trước tòa Quốc hội của Đức, rất rộng,
rất rộng, họ đang cắt cỏ, họ đang là cắt cỏ cho nên họ ngăn để tường rào đấy rất lớn. Đây là những cái người dân, người ta đi xung quanh để họ tham quan, họ đi du lịch đấy. Và đấy, còn đây là các bạn thấy không, đấy cờ của Đức này đấy. Và đây là cờ, rất là nhiều những cái người đến đây cũng là họ chụp ảnh này đấy. Và các bạn thấy ở trên cao là bao giờ cũng thấy cái cờ Đức, cái cờ quốc kỳ Đức đấy, có ba màu là đen, đỏ, vàng đấy. Và bên cạnh đó bao giờ họ cũng treo cái cờ là cờ châu Âu nữa, Liên minh châu Âu có màu xanh và có nhiều những ngôi sao khác nhau đấy. Và đấy, đây là cuộc sống của nước Đức. Và hy vọng rằng là khi đất nước của chúng ta tự do và dân chủ thì người dân của chúng ta cũng sẽ được tự do như thế này. Và họ rất gần gũi với nhau, ngay cả những chính trị gia cũng thường xuyên gặp người dân để lắng nghe ý kiến của người dân. Vâng, cảm ơn các bạn rất nhiều. Và tôi xin phép dừng chương trình ở đây. Và hẹn gặp lại các bạn vào sau khoảng 15 đến 30 phút nữa để vào chương trình thứ 2.